Hello, xin chào mọi người, chào mừng mọi người đã đến với channel của mình là Lộc Suối Tiki đây. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ chơi tiếp Minecraft sinh tồn phiên bản 1.14 nha các bạn. Và trong thời gian trường hình trực tiếp vừa qua thì mình đã tìm được một loài cây trồng mới, đó chính là cái quả mọng ngọt. Đây, ở đây mình có thể thu hoạch đó. Ui. Và các bạn lưu ý nha, cái quả mọng ngọt này sẽ gây sát thương khi mà chúng ta đi ngang qua. Đó, thành ra nhân làng vừa bị bắt máu đấy các bạn. Và cái quả mọng ngọt này chúng ta có thể ăn và hồi được một ít thức ăn ấy. Đó. Rồi chúng ta sẽ ăn vào. Ngoài ra thì mình cũng đã đưa mấy anh nhân làng này về để sống chung với mình ấy. Và mình không hiểu tại sao khi mà đưa mấy anh nhân làng về đây thì mấy ảnh này có cái nghề đó là ngư dân ấy các bạn ơi. Ảnh đổi mấy cái chỉ này đó, để lấy emerald. Và đặc biệt hơn thì mình cũng đã có thêm một ít kim cương rồi. Đây, ở đây thì mình có 7 block kim cương luôn. Bây giờ mình sẽ chế tạo nguyên một giáp kim cương rồi enchant lên nha các bạn ơi, để chúng ta có thể kiểu như khỏe mạnh hơn ấy. Rồi giờ mình sẽ chế tạo một cái ủng trước. À không, một cái quần và một cái ủng ở đây. Một cái áo và một cái nón đó các bạn. Đây, một cái áo và một cái nón. Xong, chúng ta đã có nguyên bộ giáp kim cương luôn. Đó, như vậy thì chúng ta đã có thêm một thành tựu, đó chính là che chắn với kim cương rồi. Bây giờ mình sẽ qua bên kia ấy và bắt đầu enchant nó lên để cho nó kiểu như khỏe mạnh hơn đó các bạn. Rồi, giờ mình sẽ cho vào đây và sử dụng một ít cái lưu ly cái đã. Đó, bỏ cái quần, cái ủng vào và được cái bảo vệ khỏi phù nổ 4. Wow, cũng khá là ổn đấy các bạn. Còn cái này thì là chậm hỏng. Bảo vệ 4 này, cái áo bảo vệ 4 luôn các bạn ơi. Nhưng mà giờ mình thử cái nón trước cái đã. Cái nón cũng bảo vệ 4. Ok, vậy mình sẽ ưu tiên cái áo nha, tại vì cái áo cho mình rất là nhiều giáp luôn các bạn. Rồi. Boom. Nó có đúng một cái dòng bảo vệ 4 mà các bạn ơi, mà không sao đâu. Giờ tới cái nón đi. Bảo vệ coi lửa à. Chậm hỏng và đôi giày bảo vệ. Vậy em trai cái nào ngon ta? Có nên reset dòng không các bạn? Tại vì mình muốn có cái dòng đôi giày ấy, là có dòng giảm sát thương khi rơi ấy, thì nó sẽ tốt hơn rất là nhiều luôn. Hoặc là đi trên nước cũng được. Cái nón bảo vệ còi lửa chắc mình sẽ reset đi các bạn ơi. Đâu ở đây mình có cái cúp kim cương này, mình sẽ cho nó vào và dùng một level thôi các bạn ơi. Đây mình sẽ dùng một level, hãy để reset nó lại và cho cái ổng vào. Bảo vệ khỏi vùng nổ, bảo vệ 4 nè. Vậy là mình có cái áo và cái quần bảo vệ 4 luôn rồi các bạn. Wow, cũng khá là tốt đấy. Rồi, lấy luôn. Có thêm bảo vệ khỏi phù nổ 4 luôn các bạn ơi. Và một dòng chậm hỏng 1 nữa. Yeah, cũng khá là tốt. Giờ tới cái quần nha, cái ủng nha. Đây, bảo vệ khỏi sát thương ghi rơi nè. Wow, dòng này khá là tốt cho cái ủng luôn. Rồi, dòng sẽ enchant luôn. Boom. Đó, được ấy, được ấy. Rồi, tới cái nón. Cái nón bảo vệ 4 à. Không biết có cái nón sao ta, kiểu như là đào nhanh không các bạn. Mình thích cái dòng đó lắm luôn ấy, tại vì khi xuống nước chúng ta đào rất là chậm luôn. Bảo vệ 4 nữa. Ok, chắc sử dụng cái nón bảo vệ 4 cũng ổn đấy các bạn ơi. Boom. Bảo vệ coi lửa 3. Vậy như vậy chúng ta đã có một bộ giáp rất là mạnh luôn. Bây giờ thì không sợ bọn cướp dân làng nữa các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ cắt ít đồ đi. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi tham quan tới một khu rừng nhiệt đới, tại vì mình đã tìm được khu rừng nhiệt đới này ở trong thời gian giữa hai tập rồi. Bây giờ mình sẽ cắt đồ rồi chúng ta cùng nhau đi tới chỗ đó luôn nha. Vì cái khu rừng nhiệt đới này rất là xa cái chỗ mình đang ở, thành ra mình sẽ di chuyển tới đó bằng một cái cổng địa ngục nha các bạn. Ở đây là tọa độ của cái cổng địa ngục. Các bạn có thể tham khảo rồi đặt để di chuyển tới cái khu rừng đó nha. Bây giờ thì chúng ta đi vào và qua bên cái khu rừng thôi. Ok, cảm ơn, mình đã đi tới cái khu rừng rồi đây. Phía trước chúng ta là một cái khu rừng nhiệt đới, cũng như là bên cạnh đây là một cái khu rừng trúc ấy. Ở đây thì thường sẽ có một loại mốc mới, đó chính là gấu banh đai các bạn ơi. Giờ mình sẽ cùng nhau đi tìm gấu banh đai nha. Và ở đây thì khá là cao, mình đang tìm cách để đi xuống này. Nó lại spawn ở trên cái độc cây nữa chứ. Trời thì cũng gần sụp tối hay sao rồi. Trời đang xuống núi các bạn ơi. Nguy hiểm dữ ta. Bây giờ mình cần phải tìm cừu các bạn ơi, để chúng ta có thể qua đêm tại khu rừng này ấy. Nếu không thì chúng ta không ổn đâu, tại vì ở đây có rất là nhiều quái luôn. Giờ mình cần phải đi xuống dưới. Đó, đi từ từ, đi trên mấy cái tán lá này các bạn. Rồi mình sẽ nhảy lên cái đọt trúc này. Nhảy lên. Cẩn thận nha, rớt một cái là kiểu như là mất máu rất là nhiều nha các bạn, tại vì ở đây rất là cao này. Và bây giờ mình đã có mấy cái tre rồi.
Ở đây là cây tre, mình có thể đem về và nhân giống lên cũng như là chế tạo mấy cái dàn giáo từ tre các bạn. Và chắc bây giờ mình sẽ quay về nhà ngủ một cái đi rồi quay lại các bạn ơi, chứ bây giờ trời tối thui à, ở đây thì không ổn với bọn này đâu. Ok, hẹn gặp lại các bạn khi mình ngủ xong rồi quay trở lại khu rừng này nha. Ok các bạn, mình đã trở lại rồi đây. Bây giờ mình sẽ nhảy xuống dưới rồi chúng ta cùng nhau đi tìm gấu panda nha, cũng như là ở đây có một cái công trình, đó chính là cái đền thờ trong rừng ấy các bạn ơi. Ở đó thì thường thường sẽ có rất là nhiều đồ quý giá luôn. Giờ mình sẽ nhảy qua. Ui trời trời ơi trời ơi. Ui may quá may quá, may mà mình bám vào cái cành cây này được á các bạn. Rồi giờ mình sẽ đi xuống và bắt đầu tìm gấu panda thôi. Ui già. Ui ở đây là một cái hồ này. Wow, cái hồ này đẹp ghê luôn ta, nhưng mà không có cá các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi về hướng bên đây đi, hy vọng sẽ gặp gấu panda sớm mấy các bạn ơi. Để mình coi coi, ngoài ra ở đây ấy, còn có mấy bé vẹt nữa các bạn ơi. Thành ra mình nếu mình gặp ấy thì mình sẽ cố gắng thuần phục thử, nhưng mà bây giờ mình quên đem theo hạt giống rồi. Mình quên là ở đây còn có mấy bé vẹt nữa các bạn ơi. Nhưng mà không sao đâu, có gì tạm thời mình sẽ tìm mấy bé panda trước đi rồi thuần phục mấy bé vẹt sau cũng được á các bạn. Và ở đây thì có cái cacao này, mình có thể đem về rồi nhân giống lên và làm một số thứ liên quan. Đấy, nó đã mở công thức rồi kìa. Ở đây là cacao chưa chín và nó đã mở công thức cái bánh quy rồi đó. Wow, có gì mình sẽ về nhà rồi thử chế tạo bánh quy ăn xem như thế nha các bạn. Ở đây có dưa hấu này. Wow, lấy luôn. Đồ free mà các bạn, tại vì bây giờ mình cũng khá là ít thức ăn ấy. Đó, giờ mình sẽ lấy hết về luôn. Không thấy mấy bé gấu panda ta. Ở đây là đâu đây? Ở đây là một cái thuyền bị đắm các bạn ơi. Wow, ở đây là gần biển luôn, ở kia là khu băng giá kìa. Được, sắp tới có thể mình qua đây ấy, để mình lấy băng cũng như là đi khám phá đại dương các bạn. Ở đây khá là gần biển luôn ấy. Wow, ở đây có mấy cái tảo bẹ bị nổi lên mặt nước này, lấy luôn các bạn ơi, đi về rồi mình nhân giống lên đây. Tại ở nhà mình còn rất là ít mấy cái tảo bẹ ấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái rương này cái đã. Được một cái bản đồ. Hấp dẫn. Rồi, giờ mình sẽ lấy cái rương luôn nha, tại vì cái rương này khá là gần các bạn, mình có thể lấy được ấy. Và ở phía dưới để mình coi coi. Ở đây có một cái rương à. Cái thuyền bự vì mà. Ở đây còn này. Quá trời cái sắt luôn. Mình lấy hết nguyên cái rương này luôn các bạn ơi, không bỏ sót thứ gì đâu. Đó, giờ mình sẽ đi lên để hồi oxy cái đã. Lẹ. Ui da. Rồi. May mà mình có đồ kim cương ấy, thành ra nó không có mất nhiều máu quá các bạn ơi. Và ở đây còn một cái rương nữa nè. Được hai bát súp đáng ngờ luôn. Yay, lấy về. Và nó còn có tre nữa các bạn ơi. Cho nên mấy bạn nào mà kiểu như muốn có tre mà không cần đến khu rừng ấy thì có thể tìm mấy cái tàu như vậy này, nhiều khi lại gặp tre đó các bạn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi lên nha. Lẹ. Ui, sao khó di chuyển thế? Nó bị hút xuống các bạn ơi. Mày quá. Rồi, giờ mình sẽ qua đây coi, để coi khu băng này có gì hot không nha các bạn ơi. Nhưng mà mình không có đem theo cái thuyền ấy. Chắc bây giờ mình sẽ lội đi. Không, chặt cây chứ. Mình cầm ở đây có gỗ này, lấy gỗ này mình làm một cái thuyền trước các bạn ơi, để chúng ta có thể chèo ra biển ấy. Rồi, mình sẽ lấy một ít gỗ ở đây. Đứng ở trên đào cho nó dễ các bạn. Rồi, mình sẽ đi xuống và lấy thôi. Ở đây mình có đủ chưa ta? Hình như là cần 5 cái cục gỗ các bạn. Đây, mình sẽ chế tạo một cái thuyền. Rồi, bắt đầu đi ra biển tiếp. Mình sẽ đặt cái thuyền xuống và lấy cái bàn chế tạo lại. Rồi, đi ra thôi. Không ngờ ở đây có cừu này. Mình có thể có một bé cừu à. Mình quên đem theo cái cừu rồi, không sao đâu, giờ mình sẽ qua đây coi. Ủa sao có con chỏm băng á ta. Không phải khu băng à, tại vì mình thấy cái lưu thương mấy cái tảng băng trôi nè các bạn ơi. Chứ không phải một khu băng à. Tích nhờ. Ở đây nè. Ở đây có băng nén nè các bạn ơi, mấy cái băng này là nén. Cái băng này thì mình cắm đốt gần ấy thì nó sẽ không có bị tan ấy các bạn ơi. Và bên đây là cái vùng tuyết. Ở dưới là một cái ravin hay sao ấy. Ở phiên bản này ấy thì nó đã update thêm mấy cái ravin ấy các bạn ơi, ravin ở dưới biển. Rất là thú vị luôn. Ngoài ra chúng ta có thể dễ dàng tìm mấy khoáng sản ở dưới hơn ấy. Nhưng mà mình phải có cái dòng mà thở dưới nước thì mới tìm được cơ. Giờ mình sẽ qua đây và coi coi có bé cừu nào không nha, để mình lấy lông á các bạn ơi. Mình có đem theo sắt này, mình sẽ chế tạo một cây kéo luôn. Đó, giờ gặp cừu là mình cắt lông ngay. Bé vẹt nè. Vậy thuần phục lẻ các bạn ơi. Giờ mình sẽ đi lấy mấy hạt giống cái đã, bởi vì cần hạt giống để thuần phục mấy bé vẹt các bạn.
Đó. Mình quên là sao mình nãy mình không đem mấy cái hạt giống ta. Chị tình ấy, giờ lỡ rồi các bạn ơi, giờ mình sẽ tìm một ít hạt giống nhanh đi. Rồi chúng ta còn thùng phục nữa. Ở đây mình có một ít cacao này, không biết có thùng phục không nữa, nhưng mà tạm thời dùng mấy cái hạt giống này trước đi các bạn. Đó, tầm 10 cái đi. Đây 10 cái nè. Cái vẹt đâu rồi? Đây 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 đây. Wow, cái vẹt này đẹp ghê luôn các bạn ơi. Được được em ơi, được 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 được. Ui nè 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 hạt giống nè. Ủa cái hạt này không được, không được rồi. Ui. Tìm lẹ các bạn ơi. Giờ mình sẽ cố gắng tìm thật là nhiều mấy hạt giống mới được. Ui 10 hạt giống không đủ để thuần phục bé vẹt các bạn. Ui vậy là cần phải có nhiều hơn cơ. Ui ghét ghét ghét. Ở đây không may mà có nhiều cỏ ấy, mình có thể dễ dàng tìm mấy hạt giống ấy các bạn. Đó, lẹ lẹ đi, hình như ở đây hai bé vẹt luôn. Mà tạm thời chắc mình chỉ thuần phục một bé thôi. Lần sau mình quay lại mình sẽ thuần phục thêm một bé nữa. Đó, rồi có gì mình về mình nhân giống lên nữa. Đấy. Rồi, giờ mình sẽ thử vận may đi. Ở đây mình có 8 hạt giống à. Biết đâu với 8 hạt giống này mình có thể thuần phục thì sao các bạn. Đó. Rồi, 9 cái luôn. Rồi lần hai nhá, lần hai nhá, hy vọng lần này sẽ được nha. Yay! Một hạt giống là được luôn các bạn ơi. Đó, giờ mình sẽ để coi bé vẹt có trèo lên người mình không nha. Đó, yay! Mình đã có một người bạn mới rồi các bạn ơi. Ủa? Đi 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 theo anh này, đi theo anh, trèo lên. À, vậy mới đúng này. Rồi, giờ mình sẽ úi. Không biết bé vẹt có bay theo không nhờ. Ủa, ở đây còn một bé nữa. Thuần phục luôn. Ủa, ở đây có rất là nhiều vẹt này các bạn. Wow. Lấy hạt giống. Ủa lấy cái cacao này gì cái đã. Rồi. Ăn em ơi, ăn em ơi, ăn em ơi, ăn ăn ăn. Ăn. Được. Hiện tim. Tiếc nhờ. Để mình thử tìm một hạt giống nữa coi biết đâu một hạt giống mình có thể thuần phục được sao các bạn. Rồi, như hồi nãy ấy. May mắn thật. Rồi. Giờ một hạt giống nha. Bé này mình thuần phục rồi. Ui, không được rồi. Mà không sao đâu, tạm thời mình có một bé vẹt cũng được rồi các bạn. Giờ mình sẽ bắt đầu đi tìm cái mấy bé gấu panda nha. Đó, cũng như là cái ngôi đền trong rừng ấy các bạn ơi. Ở đây cũng khá là xa cái chỗ mình mới xuất hiện rồi. Ở đây có bé cừu đen này. Wow, có cừu trắng nữa. Cừu nâu luôn. Mà mình cần lấy len của cừu trắng thôi. Mình nhuộm là được các bạn ơi. Chứ mấy màu kia mình không nhuộm là được đâu. Rồi, mình đã có được ba cục len rồi. Mình có thể chế tạo một cái giường rồi qua đêm ở đây rồi đó các bạn. Giờ mình thử đi thêm một chút coi. Tính ra khu này nhiều vẹt ghê luôn á các bạn ơi. Với lại bé vẹt này có nhiều màu này mình thích cực luôn ấy. Rồi giờ sẽ dắt bé đi chung nha. Hình như bé này mình chạy là nó sẽ tự bay theo hay các bạn ơi, chứ không có trên vai mình được ấy, kiểu như mình chạy hơi nhanh hay sao ấy. Mà không sao đâu. Đó, để cho bé bay theo đi. Bé bay hơi chậm một xíu nhưng mà cũng được á các bạn. Rồi sắp tới mình sẽ làm cho bé một chỗ ở riêng nha, chứ bé đi theo mình thì hơi nguy hiểm các bạn. Vì mình thường xuyên xuống hang rồi đi đào mai ấy, rất là nhiều quái luôn. Và như bé bay theo không kịp rồi. Ủa bé vẹt đâu ta? Mình phải đi từ từ các bạn ơi, thì bé vẹt mới đi theo kịp ấy. Đây đây đây, đi em ơi. Dù có bé vẹt mình phải đi chậm hơn các bạn ơi. Rồi, mình đi từ từ thôi. Hình như là mình nhảy là bé vẹt sẽ rời khỏi hay sao á. Ui. Lên 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 em ơi, lên lên lên, đi lên. Hơi khó đây, tại vì mình không có đem theo cái cọng dây ấy, các bạn ơi, không biết cọng dây có dắt bé vẹt đi theo được không nữa. Ui. Ui. Đó. Bé vẹt nhái tiếng của con zombie kìa các bạn. Đó đó. Để mình nghe một xíu nào. Đó 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 đó. Đó, nhái tiếng của baby zombie ấy, các bạn ơi. Hay nha. Wow, bé vẹt này hay thật ấy. Rồi, đi 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 theo anh nào. Đó, mình sẽ đi. Ủa sao bé cứ ấy hoài ta. Đi 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 theo anh đi. Các bạn nào biết cách mà để cho bé vẹt đi theo mình mà không có đi xuống ấy thì đừng quên comment nha. Thì mình đi mà bé vẹt cứ đi xuống hoài à các bạn ơi. Thành ra di chuyển hơi lâu ấy. Mình xuống dốc là lại đi rời khỏi cái vai của mình à. Rồi, đi lên đi. Mình sẽ nhảy lên. Hình như nhảy lên không sao các bạn ơi. Ui. Ui trời tối thui rồi, giờ chắc mình phải làm một cái giường ngủ liền các bạn ơi, không thôi quái xuất hiện thì lại khổ nữa. Mình sẽ lấy một khúc gỗ ở đây đi. Đó, mượn một khúc gỗ ở đây và grab một cái giường và qua đêm thôi. Đây, mình sẽ đổi thành ván gỗ gân và một cái giường. Đấy, mình sẽ nhuộm màu nâu luôn. Tại vì ở đây mình có cái cacao này. Đó, mình có thể làm một cái giường màu nâu nhìn cho đẹp hơn các bạn ơi, tại vì mình không thích cái giường màu trắng cho lắm ấy. Rồi ngủ. Yeah, chúng ta đã có một bé vẹt rồi. Rồi sáng thức dậy, vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục đi tìm bé gấu panda nha. Hãy để coi coi ngày hôm nay có tìm được bé không đã. Mình đã cất công qua đây rồi, ít nhất phải tìm được chứ, đúng không các bạn? Rồi, giờ mình sẽ đi qua đây một xíu.
Mà quên nữa, bé của Banda chỉ xuất hiện ở cái khu rừng rừng trúc thôi. Mình đi nãy giờ qua tới bên đây rồi, làm gì gặp được các bạn ơi. Mà không sao đâu, mình qua đây ít nhất có khả năng gặp được cái đền ở trong rừng đấy các bạn. Giờ mình sẽ đi một xíu nha. Tre thỉnh thoảng lại xuất hiện ở trong cái khu rừng nhiệt đới nha các bạn ơi, chứ không nhất thiết phải tìm cái khu rừng để lấy tre đâu. Mà cái tre ở đây thì nó không có cao cho lắm ấy, trong khu rừng tre thì nó sẽ cao hơn rất là nhiều. Giờ mình sẽ đi tiếp, nhưng mà mình có bé vẹt này bay chậm quá các bạn ơi, thấy bé bay chậm cực luôn ấy. Hơi chậm nha. Ok, không sao đâu, giờ mình sẽ chở bé đi theo cũng được. Đấy, mình đi một xíu là bé vẹt lại rời khỏi vai à. Rồi, lẹ em ơi, cố lên, cố lên. Đấy, được rồi đấy. Rồi đi nha. Mình đi chậm 3 bước là bé lại rời khỏi vai mình. Khỏi đây, khỏi đây. Phải mình đem theo cọng dây là được rồi. Mình sẽ chạy luôn, chạy, 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 chạy. Ui. Giờ không biết mình sao đem bé về nữa này. Tại vì bé đi chậm quá các bạn ơi. Khó quá ta. Phải làm sao giờ nhờ. Đây, mình sẽ đi đi, đi từ từ thôi cũng được. Ui. Không biết mình chèo thuyền bé có bay theo không ta? Mình định chèo thuyền ấy các bạn ơi. Mình mất thời gian với bé vẹt quá. Rồi đi em ơi, đi em ơi. Rồi. Tại vì bé vẹt không có teleport theo mình, kiểu như là bé sói các bạn ơi. Mình đi thì bé bay chậm quá à. Để mình quay lại cái khu rừng của mình, khu rừng trúc của mình trước cái đã. Đó, bé bay chậm cực luôn kìa. Thôi kệ đi, lỡ thần phục bé rồi, giờ phải chịu thôi chứ sao giờ. Đó, mình sẽ nhảy đi từ từ, đi rón rén như vậy nè các bạn ơi. Thì mới kiểu như bé không có rời có vai, chứ mình kiểu như chạy là bé rời có vai liền à. Đó, ý mình đi rón rén vậy mà còn rời có vai của mình kìa. Rồi, trèo lên vai anh đi. Đấy, trèo lên, trèo lên. Bay đi đâu thế? Rồi, giờ mình sẽ đi qua đây nha. Đó, đi từ từ vậy nè các bạn. Úi, à vậy là không được nhảy luôn à. Ồ, khó khăn thế. Lên dây, rồi, đi xuống. Đó, mình xuống dốc cũng bị nữa các bạn ơi. Vậy là cái này phải đi trên đường thẳng mà đi kiểu rón rén ấy thì mới không bé mới không mà rồi có vai thôi. Rồi giờ mình sẽ đi từ từ và nhảy lên đây à. Có bé vẹt rồi, đổi cách di chuyển luôn các bạn ơi, đi toàn là đi từ từ vậy thôi. Đó, ui rồi, giờ mình sẽ đi nhanh luôn đi. Đó, để coi coi bé có bay kịp không nha. Phải chi Minecraft cho bé vẹt bay nhanh một xíu thì hay biết mấy nhờ. Tại vì có bé vẹt mà bây giờ mình lại đi di chuyển cực kỳ chậm luôn rồi. Nãy giờ mình lại bị kẹt ở trong khu rừng này ấy, tối xuống thì lại khổ nữa, zombie bay các kiểu nữa các bạn ơi. Rồi đi lên. Ui bé vẹt này nghịch ngợm luôn ấy, đi xuống vai hoài luôn. Nhảy qua đây đó, nhảy qua đây. Giờ mình phải kiểu như là đang thuần phục bé vẹt các bạn ơi, thuần phục một cách kiểu như thật sự luôn ấy, chứ không phải là kiểu như là cho ăn hạt giống là được đâu. Mình phải kiểu như đang huấn luyện ấy các bạn. Đó, giờ mình thử mình trèo coi bé vẹt có trèo theo được không nha. Ủa bé vẹt không biết trèo theo mình các bạn ơi. Giờ mình coi cái hướng nào, quay lại cái khu rừng trúc của mình trước cái đã. Hướng nào ta. Úi bé lên lên nè. Rồi đi thôi, bay theo em ơi. Mình đi một chút rồi mình phải đợi bé vẹt bay theo các bạn ơi. Rồi giờ tạm thời vậy đi, để cho nó nhanh chứ mình phải đợi rồi chở bé theo nữa thì hơi phiền á các bạn. Rồi. Hình như ở đây là cái hồ hồi nãy đúng không ta? Đúng không nhờ? Ở đây cũng có cái hồ nữa nè. Giờ mình coi coi bé vẹt. Bé vẹt cũng tuốt rọt cây rồi. Được được được. Giờ mình sẽ trèo thuyền đi. Cái thuyền, ui cái thuyền mình để đằng kia. Cái thuyền mình để gần cái thuyền bị đắm đó các bạn. Sao ta? Cái này đúng phải đúng cái hồ không nhờ? Mình sợ lạc cái hồ các bạn ơi. Giờ mình nhảy qua đây coi. Ui bị lạc trong rừng là hơi bị mệt luôn ấy. Ui mình không có lưu cái tọa độ cái nhà của mình nữa, với lại cái cổng mình cũng chưa chụp hình tọa độ nữa. Ui đừng nói bị lạc nha, bị lạc ở đây là hơi bị khổ ấy, phải sinh tồn lại từ đầu nữa. Rồi mình sẽ đi từ từ qua đây. Ui bé vẹt bay theo kìa. Có vẻ bây giờ bé đi nhanh hơn một xíu đó các bạn. Được được được. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây coi. Ui ủa à bé cũng biết teleport nữa này. Được được ấy. Huấn luyện từ từ các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ đi qua đây lại. Và ở đây có bé gà nè. Lâu lắm mới gặp bé gà các bạn ơi. Tại vì nhà mình cũng thỉnh thoảng gặp thôi. Giờ mình sẽ qua đây. Ui hình như mình bị lạc thật rồi. Ở đây có bé cừu. Bé cừu bị kẹt ở dưới cái cây rồi.
Ui, vậy là mình bị lạc rồi các bạn ơi. Giờ không biết đi về hướng nào nữa. Ui, thôi chắc đi về hướng này đi. Tại vì hồi nãy mình đi xéo về bên đây nè các bạn. Ui, bị lạc rồi. Ui, chắc giờ thành tặc răng luôn quá các bạn ơi. Cậu bé rừng xanh ấy. Ui, mình không muốn vậy đâu. Giờ mình sẽ cố gắng tìm được cái cổng đó đã. Ui, lạc ở đây là hơi bị khó khăn ấy. Tại vì mình không xác định hướng được các bạn ơi. Trong rừng mà cây cao như thế này mà. Ui, ở đây là vùng biển đúng không? Ồ đúng rồi các bạn, cái này là chỗ nãy mình thùng bột bé vẹt hay sao này. Đó, mình đã lần về dấu tích rồi, giờ mình sẽ quay lại đây và đi ngược về bên đây nè các bạn là tới rồi. mày quá, tưởng đâu bị lạc là hơi bị khổ luôn ấy. Rồi đi em ơi. Ồ, bây giờ bé đã biết tuyệt chiêu là dịch chuyển rồi đó các bạn. Đấy, huấn luyện từ từ thôi. Rồi, giờ mình sẽ thoải mái đi thôi. Đó, bé đã biết dịch chuyển theo mình rồi, rất thoải mái luôn. Biển thì chắc tập khác đi, mình sẽ cùng nhau đi khám phá biển nha. Bây giờ mình sẽ tập trung vào việc tìm bé gấu panda trước đã. Thuần phục được bé vẹt rồi, giờ chỉ còn việc là tìm gấu panda là hoàn thành cái chuyến du lịch ở cái rừng nhiệt đới này rồi đó các bạn. Nấm mọc trên cây này. Cái nấm này hơi bị khó tìm luôn á các bạn ơi. Tại vì đó giờ mình thấy nấm toàn mọc ở dưới đất thôi ấy, mà này là nấm mọc ở trên cây luôn. Rồi đúng là ở rừng mà các bạn, có rất là nhiều điều mới lạ luôn ấy. Rồi giờ mình sẽ đi qua bên đây và quay lại cái cổng trước cái đã. Rồi đúng hướng không ta? Ồ chắc đúng hướng rồi đó các bạn. Giờ mình sẽ bắt cua trên mấy cái tán cây đi. Đó, bắt cua trên mấy tán cây thì mình có thể kiểu như di chuyển nhanh hơn đó các bạn ơi. Rồi giờ mình sẽ nhảy qua đây. Đó. Rồi trở lại cái rừng trúc rồi này. Yeah, tưởng đâu bị lạc không à. Rồi giờ mình sẽ coi cái cây nào là cái cây có cái cổng. Ui. Yay, tìm được luôn nè các bạn ơi. Wow, mình tìm được mấy bé gấu panda rồi. Rồi, giờ mình sẽ qua đây. Chắc mình làm vài tấm hình quá. Tại vì mình lâu. Bé gấu panda chơi kìa các bạn ơi. Bé ngửa lên kìa. Hay nha. Wow, để mình lấy một ít tre. Mình có một ít tre này mình cho mấy bé ăn đi. Ăn đi em. Đó, ủa. Đó, bé ăn rồi đó các bạn. Yeah, mình sẽ trồng ở đây một cây tre đi để có gì mấy bé còn ăn nữa. Ở đây mình cho bé này ăn luôn. Đó, ăn đi em ơi. Yeah. Mình không ngờ lại gặp ở đây á các bạn ơi, chắc mình sẽ chụp hình tọa độ ở đây đi để chuyến sau mình quay lại mình dẫn mấy bé về ở chung với mình nha. Đây, mình sẽ chụp hình tọa độ lại. Rồi, bây giờ chúng ta chỉ việc là quay lại cái chỗ cái cổng thôi. Đó, và quay về các bạn. Đó, chuyến khám phá cái rừng nhiệt đới của mình lần này khá là thành công rồi. Mình đã thuần phục được một em vẹt này, cũng như là tìm được mấy bé gấu panda rồi đó các bạn. Và ở đây thì có một ít cái lava này, mình nghĩ mình nên mình dập đi các bạn ơi, không thôi cháy rừng ấy là cũng như là mấy bé không còn cái chỗ để sống đâu. Ui, giật. Rồi, ở đây chắc không cần đâu các bạn, nó kiểu như lava không có chảy ra tới ấy. Rồi, giờ mình sẽ lấy mấy này lại. Nó cháy cái cây mất tiêu rồi này, nguy hiểm chưa. Rồi, bây giờ mình sẽ quay trở lại cái cổng nha, tìm đường thôi các bạn ơi. Hồi nãy mình đi từ hướng bên đây đúng không ta? Vậy là cần phải đi về hướng bên đây nè các bạn. Đi về hướng mặt trời này, hướng mặt trời lặn ấy. Rồi, đi thôi. Đó. Ở đây chỉ có hai bé thôi à. Mình có nên cho hai bé đẻ không ta? Ok, chắc lỡ tới đây rồi cho hai bé kiểu như sinh sản đi các bạn ơi. Để có nhiều gấu panda hơn trong khu rừng ấy. Rồi, mình sẽ lấy cái này ra, chặt cây tre. Đó. Tre rụng thì mấy bé dân ăn nha các bạn. Bé này thích chơi đùa nhở. Cứ lật ngửa ngoài này. Rồi đi em ơi, hãy đi san đây, đi lên. Mấy bé đi hơi chậm á các bạn, mà không sao đâu. Rồi mình sẽ chặt thêm ít cái này đó để cho kiểu như mấy bé di chuyển dễ dàng hơn á các bạn. Và mình sẽ đẩy mấy bé đi một chút đó, để cho hai bé gần nhau hơn ấy thì mới kiểu như sinh sản được các bạn ơi. Đây đó, tích duy cho hai bé này luôn. Rồi đi xuống em ơi. Đó, rồi mình sẽ cho bé này ăn và bé này ăn. Đó, hai bé sẽ lại gần và sẽ có một bé panda baby các bạn ơi. Rồi. Đây. Bé gấu panda baby này. Rồi cho bé ăn luôn nha. Mình sẽ chừa tầm 40 cái tre thôi các bạn, để mình đem về nhà rồi nhân giống lên và cũng như là grab một ít cái dụng cụ ấy. Rồi giờ mình sẽ quay về thôi. Bé vẹt đi theo mình kìa. Rồi hẹn gặp lại các bạn của mình quay về nhà nha. Giờ chắc hơi bị tốn thời gian với việc tìm cái cổng ở đây.
Trên đường về thì mình cũng đã ghé qua địa ngục và lấy một ít cái thạch anh các bạn ơi, để chúng ta có thể chế tạo một ít đồ redstone đây. Bây giờ mình sẽ cùng nhau chế tạo một cái pin mặt trời các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm một cái đi. Hình như là cần gỗ nữa hay sao ấy. Giờ mình sẽ lấy một ít gỗ. Nhưng mình cũng hết gỗ rồi, giờ mình sẽ đi chặt một ít đi. Hiện tại mình còn vẫn chưa có cái khu để chặt cây ổn định nữa các bạn ơi. Sắp tới chắc mình sẽ làm một cái khu chặt cây riêng ấy, để chúng ta có thể chặt cây dễ dàng hơn. Và bây giờ mình sẽ đi vào trong và chế tạo cái... Ui, chim bay. Đi ra, ui. Ui, mày quá, anh nhân làng lang thang vẫn không sao các bạn ơi. Lâu lâu sẽ có một vài anh nhân làng lang thang ghé qua cái chỗ mình sống ấy các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ restore này, mình sẽ chế tạo cái tấm máy dọn sáng các bạn ơi. Đây, máy dọn sáng mình cần cái phiến chứ. Cái phiến thì mình có thể chế tạo như vậy. Và giờ thì craft thôi, đây, cần một cái thôi. Và một cái đú redstone các bạn ơi. Đú redstone thì mình cần một ít redstone ở đây. Và một cái bột redstone là có thể làm được cái chỗ farm mà mình cần làm rồi. Tầm này là cũng đủ đồ đó các bạn ơi. Và tiếp theo thì mình cần chế tạo một ít cái cung đi, để chúng ta có thể craft một cái hai cái máy phân phát chứ. Mình cần hai cái cung là các bạn ơi. Mà ở đây mình hết chỉ mất tiêu rồi. Không biết anh nhân làng, à hình như anh này đổi chỉ thì phải. À không, anh này lấy chỉ để đổi emerald. Mình thiếu chỉ các bạn ơi. Căn này để coi anh dân làng này coi. Anh dân làng này đổi xô cá nóc các bạn ơi. Giờ sao ta, làm sao để có chỉ bây giờ ta. Để mình tạm thời chắc mình sẽ chế tạo trước một cái máy phân phát đi các bạn ơi. Đây, mình sẽ làm một cây cung và làm một cái máy phân phát. Máy phân phát thì cần đá cội các bạn. Đá cội mình có thể qua cái kho mình và lấy nha. Ui, bây giờ mình lại thiếu chỉ các bạn ơi. Hình như trong cái chỗ câu cá mình có chỉ hay sao ấy. Để mình thử kiểm tra coi coi có chỉ không nha. Để chúng ta có thể grab một ít cái cung á các bạn. Đây đây đây. May quá mình vẫn còn chỉ các bạn ơi. Giờ mình sẽ làm thêm một cây cung và lấy một ít đá và grab một cái máy phân phát thôi. Đó, như vậy thì chúng ta có thể làm được cái máy farm trong ngày hôm nay rồi. Rồi, giờ mình sẽ lấy một ít đá ở trong đây và grab cái máy phân phát. Đây, máy phân phát nè các bạn. Mình sẽ làm hai cái nha. Đây, được hai cái rồi. Giờ chúng ta sẽ đi ra ngoài và làm thôi. Trong ngày hôm nay thì mình sẽ làm một cái máy farm thịt gà tự động các bạn ơi. Đây là cái mẫu thiết kế mình đã làm rất là nhiều luôn và nó rất là đơn giản các bạn. Chúng ta có thể có được một nguồn thức ăn kiểu như là tự động và không cần phải nấu lên đây. Rồi, giờ chúng ta sẽ đặt cái chỗ farm thịt gà này gần gần đây đi, gần cái chỗ farm thịt bò của mình nè các bạn. Rồi, giờ mình sẽ bắt đầu đặt một cái rương trước. Bây giờ mình sẽ grab một cái rương. Như vậy. Đây, một cái rương thôi là đủ rồi đó các bạn ơi. Một cái rương mình sẽ đặt tầm này đi. Đó, đặt tầm này nha. Tiếp theo thì mình sẽ cái này có gần hồ quá không ta? 1 2 3 4 5. Vẫn đủ. Giờ mình sẽ làm hopper nữa các bạn ơi. Mình cần hopper nữa. Giờ mình sẽ grab một cái rương tiếp và đi lấy sắt và chế tạo một cái hopper nha, để chúng ta có thể nhận đồ đó các bạn ơi. Khi trứng mà nó đưa vào hopper ấy thì nó sẽ tự bắn ra và tạo ra mấy bé gà, và mấy bé gà lớn lên sẽ cho chúng ta nguồn thịt ấy. Và giờ mình sẽ lấy một ít sắt trong này và chặt thêm một ít gỗ nữa, tại vì bây giờ ui rồi anh dân làng cản đường. Tại vì bây giờ ấy thì mình cần gỗ để chế tạo thêm rương các bạn ơi, để làm thêm một ít cái hopper nữa. Rồi giờ mình sẽ chặt tạm thời cây này đi, sắp tới cái mấy cái cây gỗ văn sao của mình lớn ấy thì mình sẽ không sợ thiếu gỗ nữa đâu. Rồi, giờ ra ngoài và tiếp tục làm cái máy farm thịt gà nha. Ở đây thì mình sẽ làm ít cái hopper trước cái đã. Redstone, đây hopper đây. Một cái hopper hướng vào cái rương này nha các bạn. Rồi, tiếp theo mình có thể đặt block ở hai bên. Tạm thời chắc mình dùng đá cội đi các bạn ơi. Tại vì cái này dùng lava ấy, nó rất là nguy hiểm luôn. Nếu dùng gỗ thì nó có thể dễ cháy ấy. Cho nên mình sẽ dùng mấy cái đá cội nha. Tạm thời thôi, sắp tới mình sẽ trang trí lại sau các bạn. Rồi, giờ mình sẽ đặt ở hai bên như vậy. Đó, ở phía trên này mình sẽ đặt kính này. Đặt kính ở đây đi. Một cái. Ở đây chúng ta có thể nhìn một cách dễ dàng. Và ở trên đây thì nên đặt một cái slab các bạn ơi. Slab thì mình sẽ dùng slab bằng cái đá cội luôn, để cho nó đừng có cháy á các bạn. Rồi, mình sẽ đặt slab ở đây. Tiếp theo sẽ là đường điện á các bạn ơi. Mình sẽ đặt tiếp một cục ở đây. Đó, các bạn nên trường một ô ở như vậy nè các bạn. Và một cây đuốc redstone hướng vào cái cục đá. Một cái bột redstone ở phía trên. Và một cái máy dọn sáng ở bên đây. Đó, như vậy là ổn rồi. Ở phía trên này ấy, thì mình sẽ đặt một cái máy phân phát như vậy nè các bạn ơi. Hướng vào bên trong nha. Đây, mình sẽ đặt cho nó hướng vào bên trong. Như vậy là sai nha. Cái lỗ này các bạn phải hướng vào bên trong cái hopper này. Giờ mình sẽ đặt lại một lần nữa. Mình sẽ đặt cái này ra luôn. Và
đặt sao cho chính xác ta. Mình sẽ đặt lại như vậy. Vẫn không được. Phải đặt sao cho cái lỗ nó hướng vào cái hopper nha các bạn. Sẽ làm lại nha. Đặt như vậy. Đó, như vậy mới đúng nè. Sẽ đặt hai cái liên tục luôn. Rồi, một cái là để chúng ta bắn cái trứng ra ngoài, còn một cái là để nó bắn lava ra các bạn. Tiếp theo thì mình sẽ kéo lên trên một xíu đi. Ở đây mình có thể lắp lại như vậy. Đó, tạm thời thôi, mình sẽ dùng đá cuội, nó hơi nhìn nó hơi kỳ các bạn ơi, nhưng mà không sao đâu. Tiếp theo là một cái kính thì mình có thể lên cao một xíu. Slab mình sẽ đặt ở phía dưới nha. Và một cái hopper nữa, vậy là bây giờ mình cần chế tạo thêm hopper các bạn ơi. Mới đây là mình đã thiếu gỗ hay không, nếu không chặt là không có để mà chế tạo hopper rồi. Giờ mình sẽ làm một cái hopper để chúng ta có thể hứng trứng nha. Đây, một cái hopper ở phía sau các bạn. Một cái hopper mình sẽ chĩa vào cái rương ở phía trên. Phía trên hay phía dưới ta? Một cái chĩa vào phía dưới các bạn ơi. Cái rương hopper chĩa vào phía dưới nha. Và mình có thể đặt mấy block ở xung quanh để cho mấy bé gà đừng có chạy ra ngoài các bạn. Rồi, tầm này là ổn rồi. Và bên đây thì mình có thể đặt thêm một cái máy phân phát nữa để chúng ta có thể đưa trứng vào cho nó nhanh đây. Tạm thời thì mình cái hopper nó hút hết đồ rồi. Ở đây nó hút một vào phía dưới. Mình có đủ chỉ không ta? Mình còn hai chỉ, thành ra không có thể chế tạo được cái cung các bạn ơi. Mình muốn bắn trứng cho nó ra nhanh đây, nhưng mà chắc mình dùng cách thủ công đi, là mình sẽ chọi từng trứng vào các bạn. Rồi, mình sẽ đặt như vậy. Ở đây mình có thể lên cao thêm một ô nữa để cho mấy bé gà đừng có chạy ra ngoài các bạn ơi. Rồi, tầm này là ổn rồi đó. Tiếp theo mình sẽ chọi mấy quả trứng vào thôi. Trứng thì mình có rất là nhiều luôn. Ở trong cái chỗ nuôi gà của mình này có rất là nhiều trứng, và ở trong rương mình cũng còn nữa. Giờ mình sẽ thu hoạch thêm một ít đi, rồi vào trong nhà ấy để lấy thêm trứng và chúng ta ném vào nha. Tại vì có gà thì mới có đẻ trứng ra được các bạn ơi. Và trứng thì đẻ rất là nhiều luôn. Gà thì chỉ cần tầm 4 đến 5 bé gà thôi là chúng ta có nguồn thức ăn khá là ổn định rồi đây. Chứ không cần quá nhiều đâu, nhiều nó sẽ gây lát đó các bạn ơi. Đây, mình sẽ lấy thêm ít trứng nữa. Rồi, quay lại chỗ đây và chọi quả trứng vào bên trong thôi. Mình cần thêm một số lava nữa các bạn ơi. Mà tạm thời thì mình sẽ chọi quả trứng vào trước cái đã. Đây, sẽ chọi vô đây. Cái này thì có nên đặt mấy cái ấy ở dưới không ta, để cho mấy bé gà đừng có lọt vào cái hopper các bạn. Đây, mình sẽ chọi vào đây đi. Đó, chọi thật là nhiều vào nha. Đấy. Rồi, bé này đi ra rồi. Được hai bé rồi. Đó, được hai bé rồi các bạn ơi. Khi nào hai bé này lớn thì mình sẽ nhân giống lên sau nha. 3 bé, 4 bé luôn. Yay. Quả trứng thì chọi không có mất máu đâu, cho nên các bạn yên tâm nha. 5 bé rồi. Đó, 6 bé. Ui, được 5 bé mà cũng không sao đâu các bạn, 5 bé là cũng khá ổn rồi đấy. Bây giờ mình sẽ đi xuống phía dưới cái chỗ đào mai ấy, để chúng ta lấy một cái solava lên để cho cái chỗ này nó hoạt động nha các bạn ơi. Giờ chỉ cần đợi cho mấy bé gà con ấy lớn lên là chúng ta có thể có được nguồn thức ăn rồi. Mình vừa lấy lava về các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ cho lava vào bên trong và mình sẽ đóng lại. Như vậy thì cái chỗ farm của chúng ta đã hoàn thành rồi. Cơ chế hoạt động của nó là khi gà ở bên trên đẻ trứng thì trứng sẽ được bắn ra cái kính này và trở thành gà con ở bên trong. Khi gà con lớn lên ấy thì sẽ bị lava đốt và trở thành thịt gà chính cho chúng ta, và chúng ta có thể sử dụng thoải mái luôn các bạn ơi, mà không cần phải cứ như là nấu thịt lên đây. Rồi, tạm thời thì gác qua cái chuyện chỗ farm đi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ăn một loại thức ăn được thêm vào từ phiên bản 1.14, đó chính là cái bát súp đáng ngờ các bạn, mình vừa tìm được trong cái tàu bị đắm ấy. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau vào và thưởng thức nó thôi. Đây, mình có hai bát luôn. Để xem có hai bát này chúng ta sẽ có được những hiệu ứng gì nha. Chắc bây giờ mình sẽ mặc giáp vô đi, lỡ có cái gì thì cũng nhận ít sát thương hơn các bạn ơi. Rồi, giờ mình sẽ ăn nha, bát đầu tiên nha. Rồi, nhâm. Ủa không được cái gì à? Ủa kỹ ta, súp đáng ngờ sao không được hiệu ứng gì hết ta? Chắc không có gì đáng ngờ nữa các bạn ơi. Giờ mình sẽ test cái bát súp thứ hai nha. Giờ mình sẽ vô đây để cho nó mất máu trước cái đã, để cho tốn thanh thức ăn ấy các bạn. Rồi, giờ đi ra. Đã cho tốn thanh thức ăn rồi, chúng ta sẽ ăn theo cái bát thứ hai nha. Đó. Rồi, thử thức nào. Nhâm. Nhảy cao. Mình được nhảy cao nè các bạn. Wow, lần trước thì mình ăn mình được mấy hiệu ứng xấu ấy. Lần này thì một cái thì không được hiệu ứng, còn một cái thì được hiệu ứng nhảy cao, cũng khá là hay á các bạn ơi. Và ok, cảm ơn tất cả các bạn đã xem tập này của Lộc. Ở tập sau, nếu các bạn muốn mình xây gì hay chế tạo những công thức gì mới thì đừng quên comment ở phía dưới nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn những tập tiếp theo. Bye bye.